giờ hái rau xong rồi nha. Giờ theo chân chú ba bẻ bẻ ổi nè. Bẻ ổi rồi. Ổi vườn. Đủ chưa chú bà? Nghe vừa sống vừa dốt luôn. Giờ ăn á, hái rau muống vô là bây giờ là tới phần chế biến nha. Không cởi ra không che. Rớt rớt. Vậy hả? Cắt luôn hả? Mình để cho dính vô. Chấm cái đường một ngọt. Miếng mắm vô cho nó ngon. Miếng trắng. Giờ thì anh em bữa nay thì đi kiếm món sơn hào hải vị không có nha. Giờ thì vô chú ba kiếm món cây nhà lá vườn đó. Bây giờ là rau muống bắp gỏi nha, rồi me nè, bứa nè, ổi nè, nhậu đậu món đi giờ vậy. Chấm mắm guốc nè đó. Cá thì ăn rất quá ngán đi, bây giờ ăn cá thì ngán rồi, giờ đổi món gì món lạ lợi là lạ. Ổi chấm mắm guốc của chú anh chị và các bạn ha. Còn này là rau muống bắp gỏi nè. Nãy giờ thì ăn cũng đã làm xong rồi nè. Bây giờ vô nè. Còn đây là chú ba. Thầm Võ TV xin chào cô chú chị nha. Hello, một ngày thật là tốt lành và hạnh phúc. Bây giờ Thầm Võ TV xin mời cô chú anh chị chơi vô đây chơi với Thầm Võ TV nha. Bữa nay thì mình cũng có đi ra biển kiếm món gì đó mình mà ra thì thất bại rồi, giờ buồn quá về quê, vô quê vô chú ba, mình sẽ bẻ những món có sẵn nè, rau muống nè, bắp gỏi, đây là ổi nè, me nè, trái bứa nè, mắm chanh nè, mắm guốc nè, thử cái món này coi, với chú ba, chấm đó, với ăn giỏi vlog nha, chào cô chú anh chị và các bạn ha. Rau muống bắp gỏi chứ giờ vô đây không có gì hết trơn, giờ mình ăn cái này cũng rất là ngon mà đổ món nghe cô chú anh chị các bạn. Bữa nay ăn chay phải không? Ăn chay. Rồi đây là chú ba nè. Ngon không? Ngon. Thấy gì chứ ăn đổ món không? Hôm nay là vô ly khổng lồ nha. Vô cô chú chị ơi. Này uống đây ngon à. Gió hiu hiu hả? Có chuyện là gai rồi cái ha. Giờ mình thử cái món ăn vỏ nó bóp bóp gỏi nè. Chấm mắm nè. Mắm này rồi. Bữa nay nhậu chay nha. Nhậu chay với món guốc. Đâu Kỳ Quyên thử như thế nào? Còn ngon mày. Được không? Được. Phải không? Ăn đủ món thấy ngon không? Ngon nha. Cái gì ăn một món hoài đâu ngon. Thịt hoặc là cá, thịt bò, đồ ăn riết rồi cũng không bằng cái chỗ mình đủ món là me hoặc là cái gì. Nó riết nó ngán. Lâu lâu ăn món lạ gì nó ngon á. Món thường thôi chứ đâu phải lạ. Dạ. Món này là bữa nay là đổi tông. Ví dụ như mình cũng ăn thịt, ăn cá này kia hoài thì nó cũng ngán.
giờ thì mình nhậu bữa nay là chú cháu thì cũng review đồ chay của chú anh chị. Có là vậy đó, ổi chấm mắm ruốc này kia, me chấm mắm ruốc. Rồi đồng đây là chú chị thấy cái view không? Có view quá đắt. Vô cô chú chị ơi, mời cả nhà nha. Vô thử cái món này coi chú ạ. À. Chấm cay cay ha. Trời. Xuống thằng này ngon. Cay cái này vô chua chua. Mặn mặn ha. Cái này giống cái món gì vô nhà hàng nó kêu bằng gì? Sâm sâm gì hả? Nó kêu bằng, nó trộn gỏi đó, kêu bằng gì? Không phải gỏi mà nó kêu gì? Sâm đồng quê hả? Cái gì quên, ma quên mất rồi. Con muốn này hả? Không phải con muốn mà cái khác. Nó chỉ có rau sống mà với nó trộn cái gì trắng trắng vô đó. Ăn không vậy. Đi mẹ. Rau. Rau phải không? Ừ. Chua chua mặn mặn. Ngọt ha. Lẩu chua ngậm. Đây lẩu vườn của chú ba, của chú anh chị và các bạn ha. Ở trong này thì chú ba trồng thì cũng 2-3 cây vậy đó, mà ăn là dư sức ăn, từ dư tới dư chứ không có thiếu được, tại vì ổng không có trái đâu, cũng rất là nhiều. Chú ba vậy răng cũng còn tốt hả chú ba? Ừ, do vô nha cô chú anh chị, mời cả nhà lấy gai buổi trưa nha. Bữa nay nhậu này ngon chứ. Ừ. Phải không? Quốc cơ ấy thôi, ăn ba đó rồi. Chừng cỡ nữa mới đi ra mới có của. Dạ. Không, quận chú ba là bạc ngàn luôn. Cò bay lỗi cảnh luôn á. Không. Đây mà tới cái khoảng xa xa cái hàng cây trên á. Cô chú chị thấy không? Đại gia miệt vườn á, không giỡn đâu nha. Mà đại gia bữa nay là đổi món nha. Nhậu toàn món chay không. Rau muống nè. Trái cây nè, ha. Rồi món guốc nè. Đó. Bây giờ thịt cá ăn hoài cũng vậy phải không? Hết vô bỏ lên bỏ xuống. Ừ. Đó là ông bà cũng không món. Thịt bò cũng vậy, hầu mỗi lần vũ trong này á. Ừ. Nó nói thường thường vô nè cô chú chị. 2-3 ký thịt bò á. Vô. Giờ nghỉ ăn nè. Vô. Bò thì giờ làm cái gì vậy? Nướng, xào. Thì nó ăn đủ món hết. Vũ vô này nó nhậu là kể như thịt bò là nói là vô chú ba là thịt bò là từ ký 2 ký hoài. Thì tao ăn thì tao đủ thất thường mà ghét rồi thấy vậy chứ ra chợ không ăn gì ngon. Đúng rồi, vô đồng ăn vậy ra mà lợi nó ngon. Ừ. Ra chợ thấy vô quán hả tưởng đâu cái gì thịt này nọ là ăn thường hoài ghét rồi giờ mình thấy không có ăn gì. Đúng rồi, lâu lâu đi lại chợ mua cái cây rồi là vô quán là nhậu vậy mà ngon. Đi thịt đồ á mình ăn riết rồi nó dư. Dạ. Nay ăn giỏ làm món rau muống này ngon. Ngon chứ. Nói chứ ở đồng quê mình nhậu vậy lắm, thấy ngon hơn ở chợ. Đồ ăn đơn giản ở chợ ha, kêu cái gì cũng có mà không ngon bằng cái chỗ mình vô cái đồng quê mình bẻ mình ăn cái gì ăn liền á. Ừ. Ngon. Nó là... ở quê mình thì trong đồng mà ngộ nha, vô đồng là ăn cái gì thấy nó cũng ngon cho làm như đó đó bụng thì sao mình không hiểu, là như ở nhà thì mình cũng ăn cơm vậy mà sao mà nó cũng không có ngon bằng trong đồng hết chú ba ha. Không phải trong đồng bị gì đó, mình nói là cái chỗ mình ngầu mình ăn rồi mình
cái cảnh thôn quê, đồng quê đồ mình thấy nó thông thả, mình ăn nó ngon. Còn ra chợ hả, thì dòm cái nào cũng thấy ngán hết. Dạ thì đó là gì? Gà đủ cách, trong này đồng quê vậy chứ muốn ăn gà là bắt gà là mặn thịt là ăn thông thường. Dạ. Mà ra chợ hỏi ăn gà không, nói gặp gà làm như nó ngán tới đường cổ. Lên xuống là thường. Cái giá đó là nó không... Giờ mời cô chú cùng vô ha. Vô với ba chú cháu rồi. Thường thống. Cái giá lúa lên thì bán trước á, thì lúc khi là sụp, lúc khi sụp thì mình cũng uống là lại gai nha, có chú chứ không uống được nhiều. Dễ. Nhưng bữa nay mỗi lần vô chú ba là thấy nó ngon sao? Phong cảnh hữu tình, thấy nó ngon miệng. Không có tồi túng ha. Không cả. Ba chú cháu mà nhậu đơn sơ gì thôi. Nhậu đơn sơ mà ngon à. Vậy mà nó ngon á. Cái này rau muống chấm me chua nè. Nó quý vị. Còn ẩu này là phải ăn với mắm ruốc. Phải ăn đúng theo cái bài bản nó mới được. Hỏi vườn chấm mắm ruốc ha. Tại trong đồng quê thì mua sẵn có ăn. Dạ. Rồi. Đủ hết. Nhậu bên Tùng Lầy Quê Lốc nè, cá bự không, vậy mà không ngon bằng này. Nói chứ ăn thịt ăn cá rồi nó cũng ngán. Vậy đó, thịt bò lúc khi ăn vậy 2-3 kg, 3-4 trăm ngàn, chưa ngon hơn mấy này. Dạ. Nói thiệt á. Dạ. Hỏi sao thịt bò không ngon? Vậy chứ ăn riết rồi ăn không có. Sao ngộ ha, cái người làm thịt heo thì gặp heo sợ. Ừ. Đó vậy đó. Cái gì cũng vậy. Ừ. Nhiều khi ăn quá rồi nó dư rồi cái không mời cái nhà nha. Ừ. Cái gì cũng vậy, mình ăn cái gì là nó thiếu là nó ngon, còn dư là không hai cái không ngon. Về ra chợ á thì thiếu các món đồng quê. Ừ. Mà vô trong hôm này thì có đầy đủ cho ba cái cao bọng á. Còn thịt đồ là thông thường, thịt ra chợ thì mua sách về thì nó ăn rồi có. Mà ở chợ thiếu cát rau cải, các loại mà có thể không bằng mình để ở trong này mình ăn đồ sạch. Đúng. Nông dân là nói chứ cái chỗ là thuốc đồ là sợ lắm. Nói chứ nông dân mình ăn vậy chứ là gặp rau chợ là sợ lắm. Dạ. Bởi vì gì? Sống lăn lộn với thuốc. Bởi vậy hỏi mà, sao đi ra chợ mà mua cái rau mà coi như là nó không biết không nữa ha. Bây giờ là hỏi bây giờ cái người ở dân chợ với dân quê là như tôi là 67 tuổi. Ừ. Rồi đó bây giờ cái thằng năm mấy chạy đua với tôi làm sao chạy lợn. Ừ. Bị nó ăn quá chắc, còn tôi ăn là ăn đâu có. Đúng rồi đó. Nó ra chợ là rau cải không. Mà ăn vậy, nhiều có trong đó. Này là tôi ở rau nhà là tôi ăn chứ rau chợ là tôi mua không khi nào ăn. Nói gì cho ba có đấy không? Cái thờ cho ba lúc mà ông bà mình là sống rất là thọ không. Ừ. Lý do là tại vì đâu có chất thuốc. Đâu có chất thuốc. Thứ nhất, thứ hai là không có bệnh đau, bệnh này bệnh kia, bệnh ấy đó, bệnh ngặt nghèo á. Nếu mà so đó, nhiều khi cái thằng có 50 tuổi. Ừ. Tôi dám chấp chạy đua nó là tôi dám chấp nó 100 m. Yeah. Ờ, rồi mày chạy mày thở rồi, mày đâu có sức khỏe bằng tao. Đúng, đúng. Tao lộn bộ cũng ăn mày. Đúng. Nó dám chạy mày bường cũng gắng cũng không bao giờ chạy được. Bị sức khỏe đâu có, còn tao đấu tao tuổi lớn. Nhưng mà đi là thấm ra chú ba năm nay là cũng 6 mấy rồi phải không? 67 rồi. 67 hả? Ừ. Trời phạt. Lớn dữ trời. Vậy mày biết cái thằng Dũng Trinh phải không? Biết. Nhậu với tao dám chấp chạy nó 100 m. À đấy con nghe điện thoại mà. Mà hỏi em cái bên nào? Em ở bưu điện đó đây, anh đang trong đồng nè, chút xíu anh mới còn khoảng tiếng 2 tiếng hồ sau anh mới về được cơ. Ừ, chút về thì anh ghé đó ha. Vô chú ba. Vô. Dạ. Chú cháu mình vô trước rồi. Nên nói được, chuyện. Được. Tại vì anh đang kẹt vô ông chú ông chơi nè. Rồi, chưa rồi. Làm bắt quá rồi, cô chú chị. Rồi ok, vậy là nhà em ở đâu ở chú U hay gì? Thì chút thiếu như có chảy thì em đem về dưới đây anh chạy xuống anh lấy cũng được nữa, nếu mà chảy nghe còn sớm thì thôi. Thì trong vòng 4 giờ đó
rồi. Thấy cái con bồ. Có khi nào con nhỏ đó nó bán rồi nó đem giao luôn không? Không. Tại vì ta điện Zalo để ta gặp thằng kia mà. Ừ. Gặp thằng bán cái con bồ đó là nó ở Sài Gòn. Chứ không phải ở mình đây. Ý mà tao mày đi ra Chi Tôn kiếm quằn nát nước chân còn có cái con bồ. Cái bồ cầm nữa kia nó chứ là nó có gung nghe mà ông đi là nó không có gung.